Sáng ngày 9 tháng 2, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận đã tiêu diệt kẻ xả súng Jarapan Thoma. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 2, kẻ này đã xả súng tại trung tâm thương mại Terminal 21 thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima. Hiện, số người thiệt mạng đã lên đến là 25 nạn nhân và 36 người khác bị thương, trong đó có cả người dân và binh sĩ. Theo hãng tin Reuters, một nhân viên an ninh Thái Lan đã thiệt mạng vào sáng ngày 9 tháng 2 sau khi đột kích bất thành để giải cứu con tin và bắt giữ hung thủ đang cố thủ ở trung tâm thương mại Terminal 21. Hai thành viên khác của đội đột kích cũng bị bắn trọng thương và được đưa ra ngoài. Đây là đợt đột kích thứ hai sau đợt tấn công vào rạng sáng 9 tháng 2, giải cứu thành công hàng trăm người mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại. Được biết, Jarapan Thoma, 32 tuổi, là một quân nhân cấp bậc thượng sĩ. Người này thuộc biên chế của căn cứ Suratham Bithat ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Trước khi thực hiện hành vi gây án, Jarapan Thoma đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn tâm lý và tỏ thái độ bất mãn với xã hội khi đăng tải nhiều thông tin cực đoan, kích động trên trang mạng xã hội cá nhân. Theo tờ The Independent, động cơ gây án của tay súng có thể bắt nguồn từ vấn đề tranh chấp đất đai giữa là Jarapan Thoma với một chỉ huy trong căn cứ là đại tá Anantharoth Rasne. Đến tối ngày 8 tháng 2, Thoma ban đầu bắn chết đại tá Anantharoth Rasne và hai người khác bên trong doanh trại trước khi lấy trộm một chiếc xe Humvee và tẩu thoát. Trên đường đi, hung thủ bắn loạn xạ vào người dân rồi rút sâu vào trung tâm thương mại Terminal 21, cố thủ suốt 17 tiếng. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.